24 giờ đầu sau sinh, mẹ phải nhớ làm 10 điều này ngay cho em bé. Khoảnh khắc bé chào đời là phút giây hạnh phúc nhất của mỗi người mẹ. Chúng ta luôn làm tất cả những điều tốt nhất để bé sinh ra được khỏe mạnh và an toàn. Tuy nhiên thì không ít bà mẹ tỏ ra lúng túng, không biết nên và cần phải làm gì ngay sau khi em bé được sinh ra, ngoài những việc mà y tá, nước hồi sinh thực hiện tại bệnh viện. Sau đây là 10 việc phải làm cho con mà các mẹ cần ghi nhớ để thực hiện trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh bé. Những việc này có thể rất đơn giản, nhưng đã được khoa học chứng minh là vô cùng cần thiết và có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé sau này. Ba mẹ nhớ bấm theo dõi trang và đừng bỏ qua video này nhé. Một là da kề da với bé. Đa số các bác sĩ và nhà nghiên cứu đều đồng tin rằng việc ngay lập tức đặt bé lên ngực mẹ sau khi sinh mang lại cho bé rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Trên thực tế, đây được gọi là hình thức chăm sóc kangaroo. Mặt ngực bụng và chân của bé áp sát vào người của mẹ, không có khoảng trống. Đầu bé nghiêng về một bên, chân mình đắp một tấm chăn ấm. Mặt khác thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tất cả trẻ sơ sinh cần được tiếp xúc da kề da với mẹ trong vòng ít nhất 1 giờ ngay sau khi sinh, bất kể là bé có cân nặng, tuổi thai hoặc tình trạng sau khi sinh đẻ như thế nào. Khi mẹ ôm em bé ngay vào lồng ngực, bé tránh được tình trạng hạ thân nhiệt, suy hô hấp ít khóc hơn và bé bú sữa mẹ hiệu quả hơn. Trong khi đó thì mẹ có thể giảm bớt tình trạng đau ngực sau khi sinh, lo lắng ít hơn chỉ nhờ vòng tay ôm ấp của mẹ này. Hay là cho bé bú sữa mẹ. Trong giờ đầu tiên sau khi chào đời, bé đã có nhu cầu được bú sữa mẹ rồi. Tuy nhiên thì các mẹ cần đặc biệt lưu ý, da dày của bé lúc này chỉ có kích thước rất nhỏ. Vì vậy chỉ nên cho con bú khoảng 7 đến 10 ml sữa, thường sẽ bằng lượng sữa no mà mẹ có ngay sau khi sinh. Và cứ khoảng sau 2,5 giờ thì cho bé bú một lần, để tránh hạn đường huyết. Không nên đợi đến khi bé khóc rồi mới cho bú. Một lưu ý là các bé sơ sinh không cần thêm bất cứ loại nước nào để súc miệng. Chỉ cần bú mẹ trực tiếp là đã đủ vệ sinh và chất dinh dưỡng thiết yếu nhất. Vì vậy mẹ hãy nhớ ăn đủ chất cần thiết để sửa đầy đủ chất cho em bé bú. Ba, bổ sung vitamin K cho bé. Các mẹ thân mến, trẻ vừa sinh ra thường thiếu vitamin K và rất có nguy cơ xuất huyết sau khi sinh. Có bé còn bị chảy máu nhiều nơi như cùng rốn. Ngoài ra và nghiêm trọng hơn là xuất huyết não và bằng não. Vì vậy mi dân tiêm bắp cho em bé sơ sinh một liều 1 mg vitamin K trong 6 giờ đầu tiên sau khi sinh để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Bởi vitamin K là yếu tố quan trọng giúp đông máu. Nếu như cảm thấy lo lắng và không chắc chắn, mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay sau khi em bé được ra đời. 4. Cắt dây rốn và chăm sóc dây rốn cho bé. Việc cắt dây rốn sau khi sinh nên được thực hiện sau ít nhất khoảng 2 phút khi em bé chào đời. Việc này sẽ giúp cho em bé ít có khả năng thiếu sắt trong ít nhất khoảng 3 đến 6 tháng sau sinh. Đi thôi! Mình. Mẹ cũng cần lưu ý để xem rốn con có bị nhiễm trùng hay không. Có mùi thì đây cũng là những dấu hiệu nguy hiểm, cần được xử lý nhanh chóng. Tiếp theo là cân nhắc về việc tiêm vaccine cần thiết cho con. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi khoa Philadelphia, mỗi năm có khoảng 9.000 trong 18.000 trẻ nhiễm căn bệnh này, trong 15 đầu đời do nhiễm sáo rút từ mẹ trong khi sinh. Do vậy, một trong những thủ tục cần làm đó là tiến hành tiêm vaccine cần thiết cho bé trong vòng 24 giờ, phòng ngừa các bệnh về máu, viêm gan bi và các bệnh truyền nhiễm khác. Tuy nhiên thì có không ít những trường hợp bé sơ sinh gặp phải phản ứng nghiêm trọng đối với các mũi tiêm này. Sau đó thì mẹ nên cân nhắc, theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, lựa chọn những loại vaccine cần thiết cho con. 6 là có thể lùi thời điểm tra thuốc mắt cho bé. Ngay sau khi em bé sơ sinh ra đời, nhiều bệnh viện yêu cầu nhỏ hoặc tra thuốc mỡ, tetracycline hoặc azithromycin ngay sau khi sinh để phòng ngừa các loại bệnh nhiễm trùng, tạo mắt đỏ, viêm kết mạc do bệnh giang mai, lậu hoặc trùng roi gây ra cho bé. Tuy nhiên thì theo các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, nếu như bạn đã tiến hành khám và kiểm tra những bệnh lây truyền qua đường tình dục trong thời kỳ mang thai, thì bạn có thể lựa chọn lùi thời điểm tra thuốc mỡ trong 1 giờ hoặc lâu hơn, hoặc có thể không tra thuốc cho con. 7. Đợi qua ngày 18 cho bé. Thông thường một trong những thủ tục sau khi sinh là đưa bé đi tắm rửa sạch sẽ. Háo
Ối của người mẹ, chất này có tính miễn dịch cao, tránh bé không bị nhiễm trùng giữ ẩm làn da cho bé. Do vậy mẹ không nên cho bé đi tắm ngay sau khi sinh. Mẹ hãy đợi sau khoảng 24 giờ mới tắm. Khi tắm thì cũng không được kỳ cọ quá kỹ hay quá mạnh, mà phải xoa bóp thật nhẹ nhàng. Nhiệt độ nước tắm cũng cần phải lưu ý. Tắm theo dõi bé có đi vệ sinh không? Trẻ sơ sinh khỏe mạnh bình thường sẽ đi tiểu nhiều lần và đại tiện ít nhất một lần trong 24 giờ đầu sau sinh. Đây gọi là quá trình bé thải phân su. Thông thường sau khoảng 6 đến 8 tiếng, bé xuất sản xuất ra phân su. Nếu quá 24 tiếng không thể bé đào thải ra ngoài, thì cần phải báo ngay với các bác sĩ chuyên khoa hoặc nhập viện cấp cứu để có xu hướng xử lý kịp thời. Nếu để tắc phân su thì khả năng tử vong sẽ rất lớn. Thứ 9 là đặt con ngủ đúng cách. Cấu tạo đường thở của trẻ sơ sinh rất mềm, nên không chỉ tư thế bồng bế, mà khi đặt bế, nằm mẹ cũng phải chú ý sao cho đường thở không bị gập hoặc quá ngửa và cần quan sát nhịp thở của bé. Hãy cho con nằm tư thế ngủ thoải mái. Tốt nhất là nên nằm ngửa, có hai gối nhỏ hai bên bé hoặc đặt bé nằm ngay cạnh mẹ. Một tay mẹ quàng qua bé giúp bé được ngủ ngon giấc hơn và không bị giật mình. Nếu kê gối dưới vai, hay dựa cô bé ở tư thế trung gian để tránh tổn thương đến đốt sống của bé sau này, tránh làm biến dạng cột sống từ khi còn quá nhỏ. Tốt nhất chỉ nên cho bé kê vai lên tấm chăn bền gấp gọn để bảo vệ cột sống cho em bé. Điều cuối cùng cần làm là giữ lại nhau thai. Hầu hết các bệnh viện đều không nhắc nhở người nhà của bé giữ lại nhau thai, nhưng thực tế máu nhau thai còn chứa nhiều tế bào gốc gấp 10 lần so với máu cung rốn đông thường. Vì vậy mẹ và gia đình có thể nói với bác sĩ về việc lưu trữ lại máu nhau thai. Trên đây là những điều mẹ cần làm ngay sau khi em bé chào đời. Hy vọng sẽ đem đến những thông tin hữu ích. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe. Đừng quên bấm like và theo dõi trang để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nha.